Vô mùa hạn thì cắt lúa xong bà con tích trữ rơm để nuôi bò. Cái mùa hạn không có cỏ, khó không bắt cấu này thử ra ta phải lấy rơm về ta trữ để cho bò nó ăn mấy mùa hạn. Mùa hạn thì chắc cũng phải 3-4 tháng. Mùa hạn mình nuôi bò thì cực lắm, phải đi kiếm cỏ. Kiếm cỏ xong chạy từ ở làng xuống dưới đồng bò. Qua lúa mùa lúa thằng đồng là cắt hết luôn. Cái này là lúa mùa là lúa thằng nhan cao cao rồi đó. Ruộng thằng đồng thì là làm lại rồi ta lấy cái mà trồng lúa thành đông hoặc là trồng khoai môn á, giờ ta quay qua ta trồng khoai mì. Này ruộng lúa này ta không có làm, cái mùa này là không có nước. Mùa này là ta trồng khoai với trồng đậu. Này lúa hồng nhan nè, lúa mùa. Ở dưới cũng 3-4 cây số ở dưới rồi mới đi cắt cỏ theo nguồn kinh, mấy cái mười ruộng ở dưới kinh. Tại dưới đó thì vô cái mùa hạn thì dưới kia ta có trồng lúa rồi nó bơm nước lên đồng đó, rồi khi lúa cây cỏ nó mọc theo mùa ruộng rồi ta đi cắt. Còn ở trên này cắt được lúa này là xong rồi đó, là ruộng trên đây bỏ qua, cho nên cái mùa này là bà con đã ra ta lấy luôn về ta trữ ở nhà để cho bò. Cái lúa mùa là nó sập nó ngã, này không biết ruộng thằng nông này còn đứng, thằng nông nó đứng nó ngắn nó cứng nó đứng, còn nhen nó dài rồi nó cây con nó nặng nó gió lợi cái nó ngã. Không thấy ai nhổ rau đắng nè, kiểu mua rau đắng về ăn. Qua cái vụ này là ở đây hết có cái gì quay rồi, đất ruộng ta bỏ trống rồi. Mùa trăm.
coi từ nữa còn chưa ấy nhổ nữa nè. Quá không được. Năm nay ai trồng khoai từ nó mệt. Rẻ mà không có người mua. Thôi mì phai lang còn đỡ. Phải mua được giá. Năm ngoái á, lý do tại sao năm nay là khoai từ ta trồng nhiều bán không được. Năm ngoái khoai từ nó có giá. Khoai từ năm ngoái nó 10.000. À, bà con rủ nhau trồng khoai từ. Năm nay trồng nhiều quá rồi. Làm cái rơm gom ở đây luôn. Không có đem về nhà. Khoai từ không có giá, khoai từ có 3-4 ngàn. Khoai lang thì được 4-5-6 ngàn. Khoai mì cũng vậy. Nó khoai từ là 3-4 ngàn rồi bán không ra, không có người mua. Quá bà con trồng ở đây là một số khá lớn nó chạy qua bên Campuchia, nó theo đường Tà Keo. Giờ nghe nói bên Tà Keo, bên Campuchia bà con ta cũng trồng khoai từ nữa. Thử ra khoai từ năm nay là ở đây là khủng luôn. Chỉ nhổ lên bán tại địa phương rồi cho bà con ăn thôi. Đủ bán cho bà con ăn thôi. Mà bà con thì bán lúa muốn hết rồi, đâu còn bao nhiêu lúa. Phải chất chở khoai rồi. Cháo thì nhổ khoai. Khoai nó cũng nhổ khoai nè. Nhổ đủ khoai về bán. Đây cắt lúa. Thank you.
cái ruộng bên kia là ruộng gian lúa mùa, còn bên đây á nóng, cây lúa nó nhỏ nhỏ thấp thấp. Ta trồng càng nóng thì năng suất nó cao. Đường vô làng